Trong dàn nam thần tài sắc song toàn của bộ phim Gây bão mùa hè 2023, Trường Tương Tư, Đặng Vi chính là nam diễn viên có lượng người hâm mộ tăng nhiều nhất. Thậm chí anh chàng còn tạo ra một cơn sốt trên Douyin với chủ đề thử phối quần áo như Đặng Vi, được rất nhiều bạn trẻ bắt chước theo và đều thành công. Khác với hình tượng đồ sơn cảnh ô nhuận như ngọc trong Trường Tương Tư, hình ảnh đời thường của Đặng Vi lại rất cá tính, mạnh mẽ. Hôm nay, hãy cùng chúng mình tìm hiểu thêm thật nhiều điều thú vị về Đặng Vi, chàng hồ ly khiến người người si mê này nhé. Đặng Vi sinh ngày 26 tháng 2 năm 1995 tại Nội Mông, Trung Quốc. Anh theo học vũ đạo từ nhỏ, với nền tảng vững chắc và năng khiếu vượt trội, Đặng Vi thuận lợi thi đậu vào khoa kịch múa của Học viện Hí kịch Trung ương Trung Quốc. Tuy nhiên, do gặp phải một chấn thương nghiêm trọng, Đặng Vi đành phải chia tay sự nghiệp vũ đạo mà anh đã đam mê theo đuổi hơn 10 năm. Nhưng khi một cánh cửa này khép lại, cũng là lúc một cánh cửa khác được mở ra để chào đón Đặng Vi. Với gương mặt điển trai, ngũ quan nổi bật, cùng chiều cao ấn tượng 1m83, Đặng Vi nhanh chóng thu hút sự chú ý từ các công ty giải trí và tìm thấy cơ hội bước chân vào giới giải trí Hoa ngữ. Sự nghiệp diễn xuất của Đặng Vi. Năm 2020, Đặng Vi bắt đầu sự nghiệp diễn xuất qua bộ phim Đầu tay Ngộ Long, đóng chính cùng Vương Hạc Đệ và Trúc Tự Đan. Gương mặt cuốn hút, ngũ quan góc cạnh cùng vóc dáng phù hợp với tạo hình cổ trang là những ấn tượng đầu tiên mà Đặng Vi mang đến cho khán giả. Sau khi phát sóng, Ngộ Long không chỉ không đạt được thành tích như mong đợi, mà còn gây tranh cãi dữ dội cả về tạo hình, lẫn diễn xuất của nam nữ chính và kịch bản phim. Tuy nhiên, vai diễn Tuyết Thiên Tầm của Đặng Vi vẫn thu về kha khá lời khen ngợi từ khán giả, bất chấp sự flop thê thảm của Ngộ Long. Vẻ ngoài lạnh lùng nhưng luôn thiên vị với người mình yêu thích của nhân vật Tuyết Thiên Tầm đã khiến Đặng Vi được khán giả yêu ái. Nhờ vi rùa quá mức nổi bật cộng thêm năng khiếu diễn xuất, ngay trong lần đầu ra mắt công chúng, anh chàng đã để lại dấu ấn khó quên. Tiếp đó, Đặng Vi tham gia thêm hai bộ phim chiếu mạng là Tiêu Sái Giai Nhân Đạm Đạm Trang và bộ phim Anh Là Năm Tháng Em Là Sao Trời. Tuy nhiên, đáng tiếc là hai vai diễn này không nhận được nhiều sự chú ý, nhưng đây cũng có thể xem là cơ hội để nam diễn viên rèn luyện thêm kỹ năng diễn xuất, chờ đợi vai diễn bứt phá. Sau đó, Đặng Vi liên tiếp nhận 3 dự án lớn bao gồm Trọng Tử, Trường Nguyệt Tẫn Minh và Trường Tương Tư. Ngay khi công bố tạo hình, người hâm mộ đã không khỏi xuýt xoa trước tạo hình đẹp như tạc tượng của Đặng Vi và mong chờ nam diễn viên sẽ làm nên chuyện cùng những dự án này. Nửa đầu năm 2023, những tưởng thời cơ đã chín mùi là lúc Đặng Vi có thể phi thăng, tỏa sáng trở thành một trong những cái tên lưu lượng mới tiềm năng, khi liên tiếp có hai bộ phim là Trọng Tử và Trường Nguyệt Tẫn Minh cùng được lên sóng. Thế nhưng, con đường lưu lượng lại không hề dễ dàng, bộ phim Trọng Tử khi lên sóng đã vấp phải không ít phản ứng tiêu cực từ khán giả vì kịch bản chấp vá. Diễn xuất của dàn diễn viên chính vừa sượng vừa đơ, khiến cho nhân vật của Đặng Vi cũng không thể thu hút được nhiều sự chú ý từ công chúng. Tiếp sau Trọng Tử, bộ phim Trường Nguyệt Tẫn Minh cũng được lên sóng, góp mặt trong dự án Trường Nguyệt Tẫn Minh, Đặng Vi đảm nhận vai Tiêu Lẫm, đồng thời cũng là công giã Tịch Vô và Tăng Hựu. Tạo hình phi tiên lộng lẫy, phục sức rườm rà của nhân vật này vẫn không làm khó được nhan sắc và vóc dáng chuẩn chỉnh của anh chàng. Phần lớn khán giả đều công nhận Đặng Vi có thể xếp vào hàng nam thần cổ trang thế hệ mới. Đặng Vi và bạn diễn Trần Đô Linh đã có nhiều phân cảnh phối hợp tương đối ăn ý, tạo ra nhiều khoảnh khắc đáng giá và có tương tác khá ngọt ngào. Mặc dù Trường Nguyệt Tẫn Minh tạo được hiệu ứng truyền thông rất tốt, được quảng bá rộng rãi, nhưng nhiệt độ và sự quan tâm chủ yếu vẫn đổ dồn vào hai cặp đôi chính là La Vân Hy và Bạch Lộc. Cũng vì thế mà cái tên Đặng Vi vẫn chưa đủ sức để bay cao bay xa. Mặc dù vận may vẫn chưa mỉm cười với Đặng Vi, nhưng danh tiếng mà anh tích góp được từ những dự án cổ trang tiên hiệp này vẫn đóng góp đáng kể vào những chặng đường tiếp theo của anh. Trường Tương Tư, Ngọn Gió Đông đưa tên tuổi Đặng Vi vụt sáng. Tháng 7 năm 2023, khi bộ phim cổ trang Trường Tương Tư chính thức phát sóng và tạo ra được một cơn sốt khắp nơi, thì tên tuổi của Đặng Vi cũng chính thức có sự bứt phá mạnh mẽ và vươn lên một tầm cao mới. Nhân vật đồ sơn cảnh do Đặng Vi đảm nhận đã thành công chinh phục đông đảo khán giả nhờ diện mạo điển trai và lối diễn xuất khéo léo, giàu tình cảm. Nét mặt chân thành, ánh mắt nồng đậm tình ý, cùng với cách diễn giải những chuyển biến về cảm xúc và nội tâm của nhân vật phù hợp trong từng tình huống, càng khiến người xem phải mê đắm chàng cáo đồ sơn cảnh. Thêm vào đó, nền tảng vũ đạo giúp anh chàng có thêm lợi thế về hình thể và phong thái khi tham gia các dự án cổ trang. Nhất cử nhất động của Đặng Vi đều toát ra khí chất tao nhã, cao quý. Các cảnh hành động võ thuật cũng được anh thực hiện một cách dứt khoát, uyển chuyển. Thêm vào đó, việc có được cơ hội diễn xuất cùng với những diễn viên có nhiều kinh nghiệm như Dương Tử, Trương Vãn Ý, Đan Kiện Thứ cũng giúp Đặng Vi có thêm điều kiện để cọ sát và nâng cao khả năng diễn xuất so với những dự án trước đó. Hội tụ đủ cả nhan sắc, ngoại hình lẫn diễn xuất, nên việc Đặng Vi trở thành một trong số những gương mặt mới tiềm năng của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ cũng là điều không quá bất ngờ đối với đông đảo khán giả.
Hiện tại, Đặng Vi đang quay bộ phim Vân Tú Hành cùng với Lý Nhất Đồng và Tăng Tuấn Hy. Trong phim, Đặng Vi đảm nhận vai phản diện Trà Sóc Tuân. Tạo hình đẹp kinh diễm và đầy ma mị của Đặng Vi ở Vân Tú Hành nhanh chóng gây sốt cộng đồng mạng. Bên cạnh đó, những dự án mới với vị trí nam chính cũng lần lượt tìm đến với Đặng Vi, hứa hẹn một tương lai rộng mở cho anh chàng. Sức bật khủng khiếp của Đặng Vi sau Trường Tương Tư. Sau khi bật lên hẳn nhờ Trường Tương Tư, độ nổi tiếng của Đặng Vi cũng theo đó mà tăng vụt lên, số lượng người hâm mộ của anh trên Weibo tăng thêm hàng triệu lượt theo dõi. Đặng Vi cũng là nghệ sĩ Cbiz có số lượng người theo dõi tăng thêm nhiều nhất trong mùa hè 2023. Không chỉ vậy, Đặng Vi còn cho thấy sức hút cực lớn của anh chàng ở mảng thương vụ và thời trang, bất cứ sản phẩm nào được Đặng Vi quảng bá đều cháy hàng trong chớp mắt. Tuy chưa có danh phận chính thức nào với các thương hiệu lớn, nhưng đây chính là cơ sở quan trọng để các thương hiệu tìm đến và mời Đặng Vi làm người đại diện cho nhãn hàng của mình. Không dừng lại ở đó, vừa qua, khi lần đầu tiên trở thành gương mặt trang bìa số tháng 9 của tạp chí Madame Figaro Home Trung Quốc, Đặng Vi đã lập được một thành tích đáng nể. Khi chỉ sau 5 phút mở bán, tạp chí đã tiêu thụ hơn 35.000 bản, sau nửa tiếng bán được 160.000 bản, cán mốc 200.000 bản sau 5 tiếng phát hành và vượt mức 230.000 bản sau 12 tiếng, thu về hơn 10 triệu nhân dân tệ, khoảng hơn 33 tỷ đồng. Đây là thành tích bán tạp chí tốt nhất trong số những tiểu sinh lưu lượng mới nổi trong 2 năm gần đây. Lý giải về sức hút của Đặng Vi trên trang bìa tạp chí lần này, nhiều ý kiến cho rằng, nam diễn viên ghi điểm là nhờ vào phong cách thời trang cá tính, cùng với thần thái biểu cảm cuốn hút và khả năng cân được những trang phục cao cấp. Khán giả nhận xét, gương mặt với những đường nét sắc sảo và ngoại hình cao ráo chính là lợi thế giúp Đặng Vi tạo được dấu ấn trong lĩnh vực thời trang. Tuy nhiên, sự nổi tiếng luôn là con dao hai lưỡi, có được hào quang rực rỡ thì cũng không thể tránh khỏi những điều thị phi tiêu cực. Những hình ảnh bị coi là nổi loạn trong quá khứ của Đặng Vi bị đào lại và chia sẻ khắp các trang mạng, những tin đồn thất thiệt xung quanh Đặng Vi cũng được lan truyền rộng rãi. Tưởng chừng những điều này sẽ tác động xấu đến hình ảnh của nam diễn viên, nhưng động thái xử lý thấu đáo cùng với sự giải thích có tâm đã giúp người hâm mộ càng yêu mến anh hơn. Các đồng nghiệp từng hợp tác với Đặng Vi cũng đứng ra phủ nhận những tin đồn thất thiệt của Đặng Vi, đồng thời cũng khéo léo công nhận các ưu điểm của anh chàng. Có thể nói, thành công của phim Trường Tương Tư và vai diễn Đồ Sơn Cảnh là bước ngoặt lớn đối với Đặng Vi, giúp anh tạo được bước đà hoàn hảo để phát triển sự nghiệp diễn xuất. Trong tương lai, người hâm mộ kỳ vọng rằng Đặng Vi sẽ ngày càng tiến bộ về diễn xuất và mang đến cho khán giả nhiều vai diễn xuất sắc tương tự hoặc đột phá hơn cả nhân vật Đồ Sơn Cảnh. Còn bạn thì sao? Bạn có ấn tượng như thế nào về nhân vật Đồ Sơn Cảnh và anh chàng Đặng Vi? Hãy để lại comment để chia sẻ với chúng mình nhé! Và nếu thấy video này thú vị thì hãy like video và nhấn nút đăng ký kênh của chúng mình nha! Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo! See you!